Tôi xin cảm ơn sự theo dõi tiếp tục của quý vị. Sau đây là phần tin thế giới. Bản tin thế giới đầu tiên đến từ nước Nga. Ông Putin tuyên bố Nga đã có vaccine COVID-19. Sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới, một loại vaccine chống COVID-19 đã được đăng ký tại Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong một cuộc họp qua truyền hình với các bộ trưởng thêm rằng ông biết vaccine hoạt động khá hiệu quả và tạo nên hệ miễn dịch vững vàng. Ông Putin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã nghiên cứu ra vaccine và mô tả đây là bước tiến rất quan trọng đối với thế giới. Ông nhấn mạnh, vaccine đã trải qua các thử nghiệm cần thiết và hy vọng Nga sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt. Một trong hai con gái của ông đã được tiêm vaccine và cảm thấy khỏe mạnh. Tôi nghĩ theo nghĩa này, con gái tôi đã tham gia thử nghiệm vaccine. Tổng thống Nga cho hay, Thứ trưởng Y tế Nga Oleg Grindev cho biết vaccine này được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Tổng thống đã giao nhiệm vụ cho chính phủ bảo đảm tài trợ tiêm phòng cúm và COVID-19 sau khi vaccine được đăng ký. Lưu ý rằng có tới 60% người Nga nên được tiêm phòng cúm. Các thử nghiệm lâm sàng của vaccine bắt đầu vào ngày 18 tháng 6 năm 2020 và gồm 38 tình nguyện viên. Tất cả người tham gia đều phát triển khả năng miễn dịch. Nhóm đầu tiên xuất viện vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 và nhóm thứ hai vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Trước đó, các nhà khoa học phương Tây bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vaccine của Nga, nghi ngờ giới nghiên cứu nước này có thể đã đốt cháy giai đoạn dưới áp lực từ chính quyền. Tổng thống Putin xem mục tiêu tìm ra vaccine COVID-19 là ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh Nga là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới với hơn 897.000 ca nhiễm và hơn 15.000 ca tử vong. Cách tiếp cận nhanh chóng của Nga với chỉ 3 tháng thử nghiệm vaccine rất khác so với Tây Âu và Mỹ, nơi các nhà nghiên cứu thường tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ 3 suốt nhiều tháng để bảo đảm an toàn và hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng kêu gọi Nga tuân thủ hướng dẫn sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả sau khi Moscow công bố kế hoạch khởi động sản xuất hàng loạt vaccine cho COVID-19 vào tháng 9, giúp cung cấp vài triệu liều mỗi tháng vào năm tới. Tuy nhiên, thực tế Nga cũng sở hữu nhiều thành tựu về vaccine như tạo ra vaccine phòng Ebola đã được chính phủ cấp phép dùng trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời được kỳ vọng sớm triển khai ở Congo. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông tình nguyện tiêm mũi vaccine đầu tiên do Nga sản xuất để thể hiện sự tin tưởng và biết ơn. Thế giới hy vọng vaccine của Nga sẽ có kết quả bền vững. Nếu được như vậy, thế giới tạm thở phào với sự đe dọa của COVID-19. Trong khi đó, thì số ca nhiễm COVID toàn cầu đã vượt quá 20 triệu người. Tổng số người bị nhiễm COVID-19 trên toàn cầu hôm 10 tháng 8 năm 2020 đã vượt qua mốc 20 triệu, theo Reuters. Trong đó có Mỹ, Brazil và Ấn Độ chiếm hơn một nửa tổng số ca được báo cáo. Chứng bệnh về đường hô hấp này lây nhiễm ít nhất gấp 4 lần số người bị bệnh cúm trầm trọng hàng năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, thì số tử vong vì COVID-19 là trên 728.000 người, vượt quá con số người chết cao nhất hàng năm vì bệnh cúm. Số liệu của Reuters căn cứ trên phúc trình của các chính phủ cho thấy dịch bệnh đang gia tăng. Sau ca lây nhiễm đầu tiên được báo cáo tại Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu tháng 1 năm nay, sau gần 6 tháng, thế giới có 10 triệu ca. Chỉ 43 ngày sau, số này lên thành 20 triệu ca. Các chuyên gia tin là số thực tế về cả lây nhiễm lẫn tử vong đều cao hơn dữ liệu chính thức, đặc biệt tại những nước có khả năng xét nghiệm còn hạn chế. Kính thưa quý vị, con số nhiễm bệnh và tử vong quả thật là kinh hoàng. Thế nhưng cho tới nay, các chính phủ của nhiều quốc gia vẫn còn chia rẽ trong việc đáp ứng với đại dịch. Một số nước áp dụng trở lại các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt, trong khi nhiều nước khác tiếp tục nới lỏng các hạn chế như Brazil hay ở Nam Mỹ. Từ nay cho tới khi có vaccine, các chuyên gia y tế dự kiến sẽ còn rất khó xử về cách mở lại các trường học, mở lại công ăn việc làm,
và đời sống xã hội cũng như các hạn chế sẽ còn lao động tới lui. Chỗ thì nghiêm ngặt chống dịch, nơi thì lỏng lẻo, gần như buông thả. Trong khi đó, cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine hiện có khoảng 200 ứng viên đang được bào chế và thử nghiệm trên toàn thế giới. 25 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng trên người, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Hy vọng le lói cuối đường hầm vẫn chưa tỏ rõ lắm. Không biết khi nào thế giới mới vượt được vỡ òa khi ánh sáng đã lên khi thành công trong một loại vaccine nào đó. Chúng ta thật mong lắm thay. Từ Brazil đã có hơn 100.000 người chết, tuy nhiên Tổng thống vẫn không nói một câu. Hôm 9 tháng 8 2020, số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt qua ngưỡng 100.000 người tại Brazil. Trong khi Quốc hội và Tòa án tối cao chính thức đệ tang cho các nạn nhân, những lời chia buồn nở rộ trên các mạng xã hội, thì Tổng thống Jair Bolsonaro của nước này vẫn tiếp tục gây tranh cãi vì không hề nói đến những nạn nhân của đại dịch. Ông Bolsonaro trong cương vị Tổng thống, năm nay 65 tuổi, đã từng bị lây nhiễm virus corona hồi tháng trước, chia sẻ trên mạng Twitter thông tin về 3 triệu người khỏi bệnh, nhưng không hề nhắc đến con số mang tính biểu tượng nói trên. Ông Ciro Gomes, ứng cử viên về thứ 3 trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018, đại diện Đảng Dân Chủ Lao Động, đã tố cáo chính phủ Bolsonaro là bất tài và vô trách nhiệm và để gây ra diệt chủng. Từ nước Pháp, bắt buộc đeo khẩu trang tại một số khu phố du lịch tại Paris. Kể từ 8 giờ hôm 10 tháng 8 2020, để đối phó với đại dịch COVID-19, tại một số khu phố du lịch ở Paris, khách bộ hành buộc phải mang khẩu trang. Ngành y tế vùng thủ đô Paris đang lo ngại đợt dịch thứ hai bùng phát. Sau Brussels và Madrid, việc mang khẩu trang ngoài đường kể từ nay là bắt buộc đối với một số khu phố đông người tại thủ đô Paris và một số thành phố trong vùng Île-de-France. Người vi phạm phải nộp phạt 135 euro. Quy định này có hiệu lực trong vòng một tháng và có thể được chuyển hạn. Cụ thể tại Paris, việc mang khẩu trang là bắt buộc tại các khu vực như đồi Montmartre, phố Montmartre hay đường đi bộ dọc theo bờ sông Seine. Hiện tại ở Pháp đã có hơn 1.500 thành phố, thị xã và thị trấn thực hiện biện pháp này, trong đó có các thành phố lớn như Nice, Toulon hay Lille. Cho đến nay, vùng thủ đô Paris mới chỉ yêu cầu mang khẩu trang bắt buộc tại các nơi công cộng khép kín. Lệnh bắt buộc mang khẩu trang ngoài trời được ban hành đúng vào lúc nước Pháp đang trải qua đợt nóng kỷ lục, gây nhiều tranh luận. Trong lúc nhiều khách bộ hành coi việc đeo khẩu trang ngoài trời giữa tiết trời vô cùng nóng bức là một quyết định cực kỳ vô lý, nhưng vẫn có không ít người tỏ ra đồng tình, coi đây là một biện pháp phòng ngừa COVID-19 hiệu quả. Một số người khác không tin tưởng lắm vào quy định triệt để này, nhưng cũng thi hành đeo khẩu trang, một phần vì sợ bị phạt. Liên quan đến vụ nổ tại Liban, quốc tế đã viện trợ 250 triệu euro cho Liban sau vụ nổ. Văn phòng Tổng thống Pháp vào hôm 10 tháng 8 2020 loan báo các nước và tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến hôm Chủ nhật đã cam kết sẽ viện trợ nhanh 252,7 triệu euro cho Liban vài ngày sau vụ nổ khủng khiếp đã tàn phá thủ đô Beirut và làm gần 160 người thiệt mạng. Khoảng 15 nhà lãnh đạo, từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Quốc vương Qatar, Thủ tướng Ý, Tây Ban Nha, tổng cộng đại diện gần 30 nước tham dự cuộc họp video được Pháp và Liên Hiệp Quốc bảo trợ, cùng với các tổ chức quốc tế. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, nguyên thủ đầu tiên đến thăm Beirut sau vụ nổ thảm khốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hành động để giúp đỡ Liban khắc phục hậu quả. Đức Giáo Hoàng Francisco trong buổi lễ trên quảng trường Thánh Phêrô cũng kêu gọi mọi người hãy quảng đại với Liban. Thưa quý vị, Tổng thống Macron đã đề ra 4 ưu tiên cho viện trợ quốc tế khẩn cấp như y tế, thực phẩm, tái thiết các trường học và nhà cửa bị hư hại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phải minh bạch khi sử dụng viện trợ. Pháp đã lập cầu không vận và cầu hàng hải để đưa 18 tấn thuốc men, dụng cụ y tế và 700 tấn thực phẩm đến Liban.
Anh Quốc gửi chuyên viên và tàu thăm dò, còn Ai Cập và Qatar sẽ mở các bệnh viện dã chiến. Phải nói, đây là việc làm cấp bách và đáng trân trọng của Tổng thống Pháp, khởi xướng kéo theo trên dưới 30 quốc gia. Đúng như câu ca dao của người phương Tây, cho nhanh là cho hai lần vậy. Và thưa quý vị, bản tin đến từ nước Pháp đã kết thúc phần tin thế giới ngày hôm nay. Sau đây là một phần thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại với phần tin châu Á có các tin chính như sau. Đài Loan xua đuổi chiến đấu cơ Trung Quốc giữa chuyến thăm của Bộ trưởng Mỹ. Nhật Bản kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử.